lộ 12 bí mật chưa từng kể về Minh Hằng. Cậu em trai của nữ diễn viên vừa đi vừa khóc, tiết lộ điểm yếu của chị gái là làm việc theo cảm xúc, ăn nhiều nhưng sòng phẳng với cả người nhà trong chuyện tiền bạc. Chọn em trai làm quản lý vì không tin tưởng ai trong showbiz. Sau khi tách công ty và hoạt động riêng, Minh Hằng chọn em trai Minh Hải làm quản lý vì không ai đáng để cô tin hơn là người nhà. Lúc này Minh Hải đang làm việc trong một công ty kinh doanh bất động sản, nhưng vì lời đề nghị của chị, anh đã nghỉ việc và bắt đầu làm quen với showbiz. Thời gian đầu anh gặp khá nhiều khó khăn vì môi trường làm việc ở đây khác hoàn toàn với công việc văn phòng của anh. Anh mất một năm để làm quen với công việc giao tiếp cùng báo chí, phân biệt sành rọt các dòng nhạc, nhận show và xếp lịch biểu diễn cho chị gái. Khi có cậu em to cao cùng đồng hành trên mọi nẻo đường, Minh Hằng thấy tự tin và thoải mái hơn vì không sợ ai bắt nạt mỗi lúc đi diễn xa hay về khuya, mẹ cô cũng yên tâm khi thấy hai chị em đi cùng nhau. Chị gái vẫn trả lương sòng phẳng cho em trai. Theo Minh Hải, trong công việc, nữ diễn viên vừa đi vừa khóc là người rất rõ ràng. Ngay cả với em trai, cô cũng không muốn nhập nhằng chuyện tiền bạc. Cô trả lương cho anh đều đặn vào cuối tháng và chưa bao giờ chậm trễ. Nếu làm tốt hoặc thu nhập trong tháng cao, ký được nhiều hợp đồng quảng cáo, tất nhiên cô sẽ có chế độ thưởng hậu hĩnh. Người hâm mộ hay nhầm em trai là người yêu. Minh Hải chỉ kém Minh Hằng 1 tuổi, lại sở hữu ngoại hình cao to, điển trai, nên không ít lần mọi người hiểu lầm anh là bạn trai của nữ ca sĩ. Vì hoàn cảnh gia đình khốn khó trước đây khi ba mẹ chia tay, Minh Hằng trở thành trụ cột trong gia đình. Đối với Minh Hải, Minh Hằng vừa là chị, vừa lại là bạn, đôi khi lại giống như một người mẹ cứng rắn. Do vậy tình cảm chị em càng gắn bó hơn, lúc nào họ cũng kè kè bên nhau. Minh Hằng khó tính nên chị em ruột vẫn cãi nhau vì công việc. Theo Minh Hải, tranh cãi trong công việc là điều khó tránh khỏi. Hai chị em cùng làm việc nên có nhiều thuận lợi như nhanh hiểu ý nhau, suy nghĩ tương đồng, khiến công việc trôi chảy, suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, vì là người thân nên Minh Hải cầu toàn trong công việc hơn. Đôi khi, mọi việc liên quan đến chị gái, anh phải quán xuyến tất cả mà không dám giao cho ai. Nguyên tắc làm việc của hai chị em là lao động để cuộc sống của mình chu toàn, hạnh phúc và vui vẻ. Do vậy, khi làm việc, họ sẽ không xen lẫn tình cảm chị em. Đó cũng là lý do Minh Hằng và Minh Hải không ít lần xích mích hay tranh luận căng thẳng. Tuy nhiên, cả hai đều quan niệm nên nói thẳng để hiểu nhau và cùng tìm hướng giải quyết phù hợp. Cũng như nhiều người, tôi và chị Minh Hằng thường xuyên bất đồng quan điểm vì cách suy nghĩ khác nhau. Nghệ sĩ cũng khác người bình thường, tôi luôn tự kiềm chế cái tôi để mọi việc không căng thẳng. Những gì về chuyên môn, tôi không có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết bằng chị, nên chị tư vấn, góp ý, còn quyết định là ở chị. Còn ở những việc khác, chị đều tin tưởng và giao hết cho tôi. Minh Hằng luôn ăn cơm cùng mẹ ít nhất mỗi ngày một lần. Cậu em trai của nữ ca sĩ chia tay không lý do tiết lộ, Minh Hằng luôn đặt gia đình lên hàng đầu vì ba mẹ chia tay khi hai chị em còn nhỏ nên cô luôn làm mọi thứ để bù đắp cho mẹ. Nếu ngày nào không phải đi quay sớm, cô sẽ ăn cơm trưa cùng mẹ rồi mới ra đường. Hiếm khi nào Minh Hằng ăn cơm trưa cùng bạn bè ngoài đường trừ khi cô phải đến phim trường. Nếu ngày nào bận không thể ở nhà ăn cơm cùng mẹ, cô sẽ yêu cầu em trai ở nhà để mẹ đỡ buồn. Thay đổi tình cảm dành cho bố. Do bố mẹ chia tay nên Minh Hằng từng rất giận bố. Cô không muốn nhắc tới bố hoặc không muốn gặp bố. Tuy nhiên việc đó chỉ là quá khứ. Bây giờ Minh Hằng không còn giận bố nữa. Cô thậm chí còn thường xuyên gọi điện cho bố. Mỗi khi cô đi diễn vài ngày về, bố thường sang thăm cô. Cô cũng rất quý con riêng của bố. Minh Hằng ăn mặc theo tâm trạng và thời tiết. Cũng như nhiều nghệ sĩ khác, shopping với Minh Hằng chưa bao giờ là đủ. Minh Hải tiết lộ, mỗi lần đi diễn nước ngoài, anh khó lòng kiềm hãm được sở thích mua sắm của cô. Nữ diễn viên mua rất nhiều quần áo, dù có những bộ cánh chỉ mặc một lần. Cô có một phòng riêng chứa đầy quần áo và giày dép và năm nào cũng phải xếp lại, rồi thanh lý bớt cho bạn bè, chị em. Minh Hải cũng cho hay, chị gái anh ăn mặc theo tâm trạng và thời tiết. Nếu cô vui, cô sẽ mặc một bộ nổi bật, sexy. Nếu thời tiết Sài Gòn se lạnh, Minh Hằng sẽ trang điểm và diện một bộ đồ lãng mạn để ra đường. Còn gu thời trang hàng ngày của Đông Dương trong vừa đi vừa khóc là đơn giản, trẻ trung. Chị gái tôi yếu nhất là khoảng sống theo cảm xúc. Khi được hỏi điểm mạnh và điểm yếu của chị gái, Minh Hải tâm sự. Cái này thật khó nói. Theo cách nhìn của tôi, điểm yếu của chị Hằng chính là sống và làm việc theo cảm xúc. Có lẽ vì chị là nghệ sĩ nên mới như vậy, mà nghệ sĩ không có cảm xúc thì không phải là nghệ sĩ rồi. Trong gần 3 năm đồng hành cùng chị gái, Minh Hải học hỏi được ở chị Hằng rất nhiều. Anh cho biết, trước đây sống rạch ròi không cảm xúc, nhưng khi làm việc trong môi trường showbiz cùng chị gái, Hải khéo léo trong giao tiếp hơn. Trước đây tôi khô khan, không lãng mạn, nhưng khi đi cùng chị Hằng, tiếp xúc với những người bạn của chị đã giúp tôi trưởng thành trong cuộc sống lẫn công việc. Tôi biết tùy cơ ứng biến với mọi sự việc mà không quyết định một cách dập khuôn theo cách sống của mình.
Ở nhiều tình huống, tôi cũng học được ở chị mình sự thẳng thắn, bản lĩnh và quyết đoán. Tự hào về chị gái. Chứng kiến những thành công của chị từ ngày đầu đóng phim đến bây giờ, Minh Hải chia sẻ, lúc chưa làm việc chung cùng chị, tôi không suy nghĩ tới điều đó. Sau này tôi mới quan sát và nhận thấy để có được thành công tương đối như ngày hôm nay của chị, thật sự không hề dễ dàng. Chị phải phấn đấu, trau dồi, tập luyện vất vả và tích lũy kinh nghiệm từng ngày để phát triển bản thân. Tôi nghĩ chỉ có những người thực sự đam mê và tâm huyết mới làm được như vậy. Tôi muốn nói rằng tôi tự hào về chị vì không phải ai cũng có thể nhìn thấy được mục tiêu và đích đến của bản thân để phấn đấu, và chị tôi đã làm được điều đó. Sở thích của Minh Hằng là ăn uống và du lịch. Người quản lý đặc biệt của Minh Hằng kể, sở thích của cô chính là ăn uống và du lịch. Mỗi lần đi diễn tỉnh, hai chị em thường đi tìm những món ăn đặc sản để thưởng thức. Còn khi đi lưu diễn nước ngoài, hai chị em thường đi mua sắm, tranh thủ tham quan chứ không ngủ nướng trong khách sạn. Minh Hải cũng tiết lộ, Minh Hằng không bao giờ ăn kiêng, cô ăn uống thoải mái, sau đó tập luyện thể thao để giảm cân. Thích tụ tập ăn uống, hát hò cùng bạn bè tại nhà riêng. Khác với nhiều nghệ sĩ thường rủ bạn bè ra quán ăn, nhưng Minh Hằng thì khác. Vì nhà của nữ diễn viên khá rộng, nên mỗi dịp cuối tuần, Noel, cô thường mời những bạn thân như Hoàng Thùy Linh, Mai Phương Thúy, Phạm Quỳnh Anh đến nhà ăn uống và hát karaoke. Nữ diễn viên cảm thấy thoải mái nhất là khi được ăn uống quậy phá tại nhà. Chỉ giận khi bị em trai gạt. Minh Hải kể, có một show diễn vào buổi sáng nhưng sợ chị gái dậy muộn và đến trễ nên anh đã nói dối chương trình sẽ diễn ra sớm hơn dự định. Tuy nhiên ngày hôm đó Minh Hằng lại đến điểm đến đúng giờ. Kết quả cô phải ngồi một mình hàng giờ để đợi mọi người. Nữ diễn viên đã rất tức giận, la mắng cậu em. Thu nhập của Minh Hằng tăng lên hàng năm. Bản thân Minh Hằng cũng không giấu giếm tiết lộ về tổng thu nhập của mình. Cô cho biết mỗi năm thu nhập của cô đều tăng hơn so với năm ngoái một chút. Cô cảm thấy rất vui vì điều đó. Thu nhập của nữ diễn viên chủ yếu từ ca hát và quảng cáo. Năm ngoái khi nhận phim Vừa Đi Vừa Khóc của Vũ Ngọc Đãng, cô bị cắt hợp đồng quảng cáo tóc. Tuy nhiên sau thành công của bộ phim, Minh Hằng lại nhận thêm vài hợp đồng quảng cáo trị giá tiền tỷ nữa. Ca sĩ Tuấn Hưng và diễn viên Người Phán Xử Việt Anh tuyên bố sẽ hỗ trợ VTV mua bản quyền World Cup. Chỉ còn một tuần nữa là World Cup 2018 chính thức khởi tranh, tuy nhiên Việt Nam là quốc gia duy nhất còn lại chưa có xác nhận mua được bản quyền phát sóng. Những ngày qua, thông tin đài truyền hình Việt Nam VTV đã có bản quyền liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, phía VTV đều bác bỏ những tin đồn. Quanh câu chuyện về bản quyền World Cup 2018, diễn viên Việt Anh và ca sĩ Tuấn Hưng cho biết hai anh sẵn sàng bỏ tiền, chung tay cùng VTV để mua bản quyền phát sóng World Cup 2018 nếu có thể. Ca sĩ Tuấn Hưng cho biết, VTV là một đài truyền hình tầm cỡ quốc gia. Tôi tin chắc nhiều người yêu bóng đá của Việt Nam sẵn sàng bỏ tiền mua bản quyền World Cup. Việc VTV vẫn đang chần chừ, có thể do họ chưa tìm thấy nguồn thu. Nếu vấn đề là kinh phí, tất cả người dân Việt Nam đều sẵn sàng đầu tư cùng VTV để được xem giải bóng đá lớn nhất hành tinh này. Thế nhưng, VTV cũng có nỗi khó riêng của họ. Tiền bản quyền càng lúc càng cao, tiền thu được từ quảng cáo càng lúc càng đạm bạc. Nếu lỗ quá thì cũng tội cho nhà đài. Trước khi trách nhà đài, chúng ta nên biết chúng ta là người có nhu cầu và nên tập với thói quen trả bản quyền. Lúc đó, chất lượng các kênh truyền hình ắt sẽ tốt. Chúng ta nên đặt câu hỏi tại sao VTV lại tuyên bố như vậy? Tại sao chúng ta được xem truyền hình miễn phí từ bao lâu nay? Tôi đồng ý với việc người Việt chúng ta chưa giàu như các nước bạn, nhưng chúng ta có thể học thói quen xem đến đâu, trả tiền đến đấy. Nếu một người nào đó có tiếng nói của VTV đứng ra kêu gọi, những người nghệ sĩ, đặc biệt là những người mê bóng đá như tôi, sẽ cùng vận động. Bản thân tôi sẵn sàng bỏ ra một khoản chi phí vừa đủ, hợp lý để được xem. Đồng quan điểm với nam ca sĩ nắm lấy tay anh, nam diễn viên Việt Anh chia sẻ, tôi nghĩ việc VTV chần chừ, có thể họ đang có vướng mắc nên cần thời gian giải quyết. Nếu vấn đề chỉ là bài toán chi phí, tôi nghĩ tất cả những người yêu bóng đá của Việt Nam cũng như cá nhân tôi đều sẵn sàng chung tay với VTV. Hết Minh Hằng, giờ đến Thu Thủy biến thành búp bê sống khi livestream với gương mặt vô hồn. Mới đây, ca sĩ Thu Thủy khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng bởi đoạn livestream với khuôn mặt hoàn toàn khác lạ, chiếc cằm nhọn, dài ngoằng, chiếc mũi cao và thon gọn hơn hẳn. Nếu không phải do chính chủ tài khoản đăng tải, thì có lẽ chẳng ai nhận ra được đây chính là nữ ca sĩ Thu Thủy. Từ đó, khán giả nghi ngờ cô đã sử dụng dao kéo sau một thời gian dài vắng bóng. Liệu nữ ca sĩ có lên tiếng thanh minh phủ nhận đây là sản phẩm của ứng dụng chỉnh ảnh trên livestream như nữ ca sĩ Minh Hằng đã làm trước đó với chiếc cằm biến dạng của mình? Dù có hay không phẫu thuật thẩm mỹ, thì chiếc mũi mới đã giúp gương mặt của Thu Thủy đẹp có lai chút tay.
Trước đó, một vài hình ảnh được Thu Thủy chia sẻ trên mạng, khán giả cũng có thể nhìn thấy được sự khác biệt từ góc nghiêng thế này. Chiếc mũi có vẻ khá mất tự nhiên và nổi trội hơn hẳn so với khuôn mặt. Trước đó, chiếc mũi của nữ ca sĩ không được cao, thẳng và cánh mũi cũng to hơn so với bây giờ. Ở cùng những góc chụp, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi ở chiếc mũi của Thu Thủy.